Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì một lần nữa chào mừng mọi người, chúng ta đã quay trở lại với channel. Thì hôm nay thì mình ghé nhà khách hàng chơi, cũng luôn tiện là kiểm tra xem là hệ thống âm thanh của nhà khách hàng có cần phải bổ sung thêm cái gì hay không, hoặc là cần setup chỉnh sửa gì hay không. Thì căn phòng này thì mình ráp cách đây cũng đâu đó là cũng 3 năm rồi. Và trong thời gian quá trình sử dụng 3 năm vừa rồi đây thì khách sử dụng rất là ổn định, không có cần phải là chỉnh sửa gì lại cả, không có cần phải setup này kia gì lại cả. Thì hôm nay thì cũng có thời gian một chút, cho nên là mình luôn tiện thì mình cũng ghé rồi là mình kiểm tra, mình nghe lại xem là âm thanh nó như thế nào, nó có ok hơn, nó có ok không, và cái độ suy hao của nó như thế nào. Rồi ok, bây giờ mình sẽ quay phía sau để mọi người chúng ta cùng xem sơ qua về cái cấu trúc của căn phòng này. Rồi ok mọi người, thì đây là không gian của căn phòng. Thì căn phòng này thì bên mình thiết kế vừa âm thanh và kèm theo nội thất luôn. Mình sẽ quay xung quanh tổng quan để mọi người chúng ta cùng xem ha. Rồi cả hệ thống đèn này kia cùng bên mình cùng thiết kế luôn. Đó, đây là cái phiên bản cách đây 3 năm về trước mà Thiên Vũ đã làm. Đây là khách nhá, có nhu cầu là thiết kế theo kiểu là hiện đại một chút, cho nên là mình sẽ gắn những hệ thống LED như thế này đó, để cho nó tạo ra những hiệu ứng. Rồi thì bây giờ thì mình sẽ quay sơ qua về cái cấu hình của bộ âm thanh. Thì đây là một dòng loa, một thương hiệu tới từ Đức. Rồi đây đây mọi người, dòng loa SE này mọi người chúng ta, nếu như những quý vị nào chúng ta đã theo dõi kênh của Thiên Vũ á, thì chắc là mọi người cũng thường cũng rất cũng biết về cái thương hiệu này. Dòng SE này thì từ trước tới giờ Thiên Vũ bán cũng rất là chạy và cũng rất được khách hàng đánh giá là rất là tốt. Và mình sẽ nói tổng quan sơ qua luôn. Khi mà chúng ta lựa chọn những cái dòng có thương hiệu nổi tiếng này kia, rồi với cái tầm giá mức độ nó ok một chút, thì chúng ta thấy một cái cặp loa mình sử dụng tới 3 năm trời rồi, một hệ thống âm thanh mình sử dụng tới 3 năm trời rồi, nhưng từ loa full tới loa shop tất là tật, nó không có bị cháy một cụ bát hoặc cháy một cái tép nào mà như chúng ta cứ thường nói đó. Còn thông thường như khi chúng ta sử dụng những cái dòng loa nó quá là không có thương hiệu đi chẳng hạn, hoặc những dòng loa với tầm nó quá thấp đi, thì chúng ta sử dụng khoảng tầm khoảng 5 tới 7 tháng thôi, thì đó thì một thời gian nó sẽ bị suy hao rất là nhanh, rồi là cụ chép bị cháy, không cụ tép cháy thì cụ bát cháy. Đó, đó là cái vấn đề mà chúng ta cần phải lưu ý một chút. Và cái thứ hai nữa là cái độ suy hao âm thanh. Với một những cái dòng loa của hãng thì đó thì độ suy hao âm thanh nó rất là thấp mọi người. Ví dụ như chúng ta dùng trong vòng khoảng tầm 3 4 năm thì cùng lắm nó chỉ mất khoảng tầm suy hao khoảng tầm 10% gì đó là cao rồi đó mọi người. Đó là cái độ suy hao âm thanh. Rồi rồi với căn phòng này á là mình lắp đặt đó là hai cặp loa, một cặp trước và phía sau thì mình ráp một cặp loa ba tấc để sử dụng cho surround. Kèm theo đó thì mình phối ghép phòng căn phòng này mình phối ghép là hai chiếc súp 5 tấc để hai bên mọi người ha. Đúng ra thì chỉ cần một chiếc là ok rồi, nhưng mà bởi vì là nhu cầu của khách hàng muốn là đánh áp lực một chút đó, cho nên là mình muốn, cho nên là mình ráp hai chiếc như vậy để cho nó có một góc phụ âm thanh tốt hơn và đánh áp lực hơn, để đôi khi khách muốn nghe những dòng nhạc mạnh đó mọi người. Thì bây giờ thì mình chỉ tổng quan sơ qua vậy thôi, rồi mình sẽ mời mọi người cùng nghe một cái đoạn nhạc, mình sẽ test một đoạn nhạc xem là chất âm nó như thế nào. Thì thực chất thì mình đang quay trực tiếp cho nên là mọi người chúng ta cũng sẽ rất là khó nghe, cho nên là mọi người chúng ta sẽ đeo tai phone vào để mọi người chúng ta nghe, rồi chúng ta sẽ cảm nhận được tốt hơn mọi người ha.
Thì ok mọi người, thì clip mình sẽ dừng tại đây. Mình chỉ quay sơ qua như vậy thôi để mọi người chúng ta cùng xem, rồi chúng ta cùng trải nghiệm, chúng ta nắm thêm thông tin để chúng ta lựa chọn cho chúng ta một cái căn phòng, một bộ âm thanh phù hợp với nhu cầu sử dụng của chúng ta tại nhà. Thay vì chúng ta ra ngoài quán thì những ngày cuối tuần thì chúng ta có thể là có một căn phòng riêng, một không gian riêng để chúng ta thư giãn cùng gia đình đó. Thì nếu mọi người thấy hay, thấy ok thì cho mình một like, share và subscribe. Một lần nữa thì xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo. Xin chào mọi người.